U19 Việt Nam sẽ bảo vệ khung thành ở phía bên tay phải màn hình của quý vị và các bạn. Còn đội tuyển U19 Australia giành quyền giao bóng trong những pha xử lý lắt léo của các cầu thủ U19 Việt Nam. Bóng bổng có thể sẽ là một thứ vũ khí lợi hại của U19 Australia trong trận đấu này. Những tình huống cố định như thế này sẽ là những tình huống đầy thử thách với khung thành của U19 Việt Nam. Một tình huống bắt bóng chính xác của thủ thành Lê Văn Trường. Áp sát rất nhanh. So với trận chung kết gặp Myanmar thì hôm nay Quang Hải đã trở lại. Cú đá từ xa. Không vào. Xuân Trường bên cạnh khả năng cầm nhịp trận đấu, bên cạnh việc có thể tạo ra những đường kiến tạo thì cầu thủ này cũng rất mạnh ở những cú sút xa và cả những cú đá phạt mang đến nhiều yếu tố bất ngờ. Chúng ta đang được xem lại tình huống mà Xuân Trường đã thực hiện một cú đá ngay về phía khung thành của đòi hỏi thể lực tốt đối với các cầu thủ U19 Việt Nam. Đó là một cú đá thẳng rất bất ngờ về phía khung thành của Busanis, người vừa dứt điểm, có lẽ là đội trưởng Công Phượng. Với những đối thủ mạnh như Australia hay Nhật Bản sẽ lại là thêm một cú đá nữa trở thành cú đá thêm một cú đá nữa ở ngoài khu vực 16m50 được cao thủ áo trắng thực hiện, và đó là pha ra chân của Quang Hải. Rất hay. Liệu có đủ tốc độ để băng lên hay không? Đây là pha bóng đáng chú ý nhất kể từ đầu trận đấu mà các cầu thủ của chúng ta đã tạo ra. Một tình huống tấn công đúng với phong cách của U19 Việt Nam, và người đã xâm nhập là Hồng Duy. Tốc độ phải nói là tuyệt vời của Hồng Duy. Khá hay. Công Phượng. Tiếp tục là một pha đi bóng tự tin nữa của Công Phượng, người đã làm điêu đứng hàng thủ của Australia vào tháng 10 năm ngoái trong trận đấu tại vòng chung kết vòng loại giải vô địch châu Á. Vừa rồi thì Công Phượng đã thể hiện được vai trò của mình. Khi Công Phượng mở tỷ số ở phút thứ 8 vào lưới U19 Australia thì đội trưởng của U19 Việt Nam cũng đã có một tình huống dứt điểm ở vị trí giống như vừa rồi. Chỉ tiếc là cú đá mà Công Phượng vừa thực hiện là một cú đá đi quá mạnh. Vẫn là cầu thủ U19 Australia. Khá nguy hiểm. Đúng là U19 Australia rất lợi hại ở những tình huống đá phạt góc. Khi mà những đường bóng bổng được đưa vào trong. Người vừa dứt điểm là cầu thủ mang áo số 4, đó là Warren de Cunha. Hai đội vẫn đang chơi rất thận trọng. Một pha lên bóng hiếm hoi cánh phải của U19 Australia. U19 Việt Nam vẫn còn một giải quan trọng khác, đó là vòng chung kết châu Á. Một tình huống xử lý nhanh của cầu thủ mang áo số 20, đó là Abin. Bên phía U19 Australia. Tại giải U19 châu Á diễn ra tại Myanmar vào tháng. Hồ Tuấn Tài là một trong những gương mặt chơi rất nổi bật tại giải đấu trên đất Brunei. Nguy hiểm. Mỗi một tình huống không chiến mà đội khách được hưởng là những lần chúng ta phải đối mặt với những lo lắng. Chiều cao tốt cùng với lối chơi mang phong cách của bóng đá Anh giúp cho U19 Australia rất mạnh ở những tình huống như vậy.
bất bại và thậm chí có cả trận thắng trước Chile. Đợt lấy bóng của U19 Việt Nam, Công Phượng rất bình tĩnh, đường truyền rất hay. Tuy nhiên do các cầu thủ đối phương đã theo sát nên đội bóng chúng ta không thể tương đối thành công cùng với đồng đội của mình. Hậu vệ mang áo số 7 của U19 Việt Nam đã có hai pha dứt điểm, một ở trong khu vực 16m50 và một từ xa về phía khung thành của đối phương. Thêm một lần nữa thì hàng phòng ngự của U19 Việt Nam lại hoàn thành nhiệm vụ. Trung vệ Trần Hữu Đông Triều vẫn xứng đáng là một hòn đá tảng nơi hàng phòng ngự của U19 Việt Nam. Đúng lúc này thì tiếng còi kết thúc hiệp 1 trận đấu giữa U19 Việt Nam và U19 Australia đã vang lên. Một hiệp đấu diễn ra khá cân bằng và hai đội đều đã cho thấy sự hiểu biết về nhau. Tỷ số hiệp đấu đầu tiên là 0-0. Các bạn thân mến, chúng ta đang cùng nhau quay trở lại với sân Đồng Quốc gia Mỹ Đình để theo dõi trận đấu thứ hai tại giải bóng đá U19 Đông Nam Á mở rộng năm 2014 giữa U19 Việt Nam và U19 Australia. Vừa rồi là một cơ hội được dành cho đội bóng của chúng ta. Đường truyền của Tuấn Anh, vẫn là Tuấn Anh. Một đường truyền có phần hơi mạnh của Tuấn Anh. Nó đã khiến cho pha băng tốc sau đó của Công Phượng vẫn không đủ khi mà thủ thành Anthony đã kịp thời băng ra. Nhưng đây là một tình huống phù hợp của những cầu thủ đã ăn tập cùng nhau trong 7 năm. Công Phượng rất tốt. Đó là một cú đá khá căng về phía thành của đội tuyển U19 Australia. Pha dứt điểm là của Minh Vương, cầu thủ đã vào sân trong hiệp đấu thứ nhất để thay thế cho Hồ Tuấn Tài. Bóng đang trong chân của Tuấn Anh. Di chuyển. Pha di chuyển của Quang Hải rất tự tin. Những pha đập nhả đầy tự tin của các cầu thủ U19 Việt Nam. Số 4 cầu thủ của Học viện bóng đá Hoàng Anh Gia Lai Arsenal James G đều huấn luyện viên Arsene Wenger chấm để có một giai đoạn tập luyện tại câu lạc bộ Arsenal. Một tình huống tấn công rất nguy hiểm của U19 Australia. Và đây là tình huống chúng ta đang được theo dõi lại. Một pha xử lý và chỉ có thiếu may mắn thôi thì Borrello mới không có bàn thắng. Rất hay. Đoạt bóng đầy khôn ngoan, Tuấn Anh. Đường truyền của Tuấn Anh cho Công Phượng. Công Phượng đang ngã trong khu vực cấm địa. Rất ít khi các cầu thủ U19 Australia hệ thống phòng ngự bỏ vị trí. Đây là một tình huống phòng ngự rất tốt của Garuccio. Sự phát triển của đội tuyển U19 Việt Nam cho chúng ta rất nhiều những câu chuyện khác nhau về quá trình đào tạo bài bản. Một pha ra vào dũng cảm của thủ môn Lê Văn Trường. Nếu như những tình huống tấn công trong hiệp 1 của U19 Australia chủ yếu xuất hiện ở bên phía cánh trái thì sang hiệp đấu thứ hai này những pha dứt điểm đã đến nhiều hơn với những tình huống tấn công nguy hiểm được Borrello, cầu thủ mang áo số 7 tạo ra. Và tất nhiên là họ sẽ cần thêm thời gian để tấn công nhỏ bên như Vincent. Xuất trường. Đó là tốc độ của Công Phượng. 3-0. Anthony đã kịp thời băng ra và khiến cho góc đá của Xuân Trường cũng rất hiểu Công Phượng trong những bước chạy của đội trưởng số 10 bên phía U19 Việt Nam. Một đường chọc khe rất chính xác mà Xuân Trường dành cho Công Phượng để phá vỡ hệ thống phòng ngự của U19 Australia. Đường chuyền hay, không được. Cho đến nay thì thủ thành Anthony đang phải làm việc rất vất vả. Pha chuyền bóng quá hay của Xuân Trường, một pha chạm bóng đầy cảm giác. Đã
đã băng ra quá kịp thời. Thêm một cơ hội nữa và Toni lại là người kịp thời có mặt. Có thể dứt điểm ngay. Không vào. Sau khi Anthony Buzanis đã băng ra thì thủ môn này lại kịp lui về để thực hiện một pha ngăn cản tiếp theo. Nếu không có Anthony trong khung thành thì có lẽ đội bóng của chúng ta đã được hưởng niềm vui ăn mừng bàn thắng rồi sau cú đá này của Tuấn Anh do Xuân Trường thực hiện. Vẫn chưa thể có được cú dứt điểm. Pha xử lý của Minh Vương, sút bóng. Cú sút là của Hoàng Thanh Tùng. Pha hãm thành lợi hại mà đội tuyển U19 Việt Nam đã có được ở trong những phút vừa rồi. Chúng ta cùng xem lại tình huống xử lý rất khôn ngoan của Minh Vương và một cơ hội được trao cho Thanh Tùng. Tấn công hay đá phạt góc khác nhau. Vẫn còn. Coi! Không được. Và đội bóng không chính xác quá đáng tiếc của Thanh Tùng. Nhưng nó đã thành công hơn rất nhiều về mặt ý đồ cũng như cách nhập cuộc. Mặc dù vẫn còn đó những tình huống vô cùng đáng tiếc mà Thanh Tùng hay Phan Văn Long đã tạo ra khi tưởng rằng bàn thắng ở rất gần chúng ta. Còn làm được điều như em đã từng làm khi ghi bàn vào lưới của ứng chiến Australia trước đây. Nguy hiểm, rất nguy hiểm. Của chúng ta, Minh Vương rất cố gắng. Chuyền bóng, dứt điểm đi. Một pha xử lý có phần thiếu cảm giác của Văn Long. Một tình huống mà từ Minh Vương cho đến Thanh Tùng đã tạo ra điều kiện tốt nhất để cho Phan Văn Long dứt điểm. Tuấn Anh cũng đã chơi rất hay trong hiệp đấu thứ hai. Nhưng mối lo lúc này đối với chúng ta là ai sẽ có thể thay thế được vị trí của Đông Triều. Cầu thủ U19 Australia đang dâng cao, rất nguy hiểm và đó là một pha giải nguy kịp thời. Một tình huống giải nguy rất kịp thời được thực hiện bởi Hồng Duy. Những phút thi đấu đầy khó khăn cho đội bóng của chúng ta. Rất nguy hiểm và rất may đó là một cú đá còn đơn giản của cầu thủ thuộc biên chế của Stoke City, Petros Skarpetis. Nhưng nó là một lời cảnh báo thực sự trong những phút còn lại của trận đấu khi mà chúng ta không còn Đông Triều. Pha phối hợp nhanh của U19 Việt Nam. Công Phượng. Công Phượng. Trong vòng vây của 4-5 cầu thủ U19 Australia thì Công Phượng vừa rồi đã tạo nên một tiếp phần. Đúng là một tiếp phần của đội trưởng áo số 10 bên phía U19 Việt Nam. Bàn thắng quá tuyệt vời và chắc chắn rằng nó sẽ còn in đậm trong tâm trí của chúng ta. Một pha solo đẹp mắt mà Công Phượng đã nhảy múa trong vòng vây của U19 Australia. Một khoảnh khắc thiên tài của số 10 đội tuyển U19 Việt Nam. Sự cuồng nhiệt mà các cổ động viên đang có mặt ở sân Mỹ Đình và sự chờ đợi của hàng triệu các cổ động viên trước màn hình của đài truyền hình Việt Nam đã được đền đáp với một khoảnh khắc đúng là bùng nổ của Công Phượng. Ta đang chờ đợi để theo dõi lại một khoảnh khắc mang đậm dấu ấn của Công Phượng. Không phải là hàng phòng ngự của Australia không có sự cảnh giác đặc biệt với đội trưởng của U19 Việt Nam khi Công Phượng đã từng có cú đúp vào lưới đội bóng này và Công Phượng cũng đã từng vượt qua ba hậu vệ của Australia để mở tỷ số hai đội gặp nhau. Và lần này trước vòng vây của hậu vệ đối phương, Công Phượng vẫn là phòng ngự có số đông cầu thủ của đối phương. Một bàn thắng xứng đáng được nhận điểm 10 nếu như huấn luyện viên Jürgen Klinsmann đặt mình ở vị trí của một người thầy. Bàn thắng để đời của Công Phượng. Jürgen Klinsmann rất hiểu khả năng của học trò. Và vừa rồi thì ông đã có một màn ăn mừng bùng nổ giống hệt như hàng chục nghìn khán giả có mặt tại sân Mỹ Đình cũng như là hàng triệu khán giả Việt Nam đang theo dõi trận này qua sự tốt ở trên sân. Ông Jürgen Klinsmann cũng đã đưa ra những sự điều chỉnh. Một hành động rất fair play và nó thực sự là một hình ảnh điển hình để xứng đáng các cầu thủ U19 Việt Nam với số đông là những cầu thủ của Học viện Hoàng gia Arsenal Chelsea được ghi nhận khi Hồng Duy đã rất chủ động để hỗ trợ cầu thủ đối phương khi cầu thủ này có dấu hiệu bị chuột rút.
tại bảng đấu của mình. Một chiến thắng sẽ giúp cho cơ hội đi tiếp của đội tuyển U19 Việt Nam tại giải Đông Nam Á diễn ra trên sân nhà trở nên sáng rõ hơn bao giờ hết. Và tiếng còi mãn cuộc đã vang lên. Bàn thắng đẹp mắt và cực kỳ ấn tượng của Nguyễn Công Phượng là bàn thắng đã tạo ra sự khác biệt giữa đội tuyển U19 Việt Nam và đội tuyển U19 Australia trong trận đấu ngày hôm nay. Số 10 của đội tuyển U19 Việt Nam. Xin chúc mừng chiến thắng đầu tiên, rất nhiều cảm xúc của U19 Việt Nam. Và hy vọng rằng chúng ta sẽ còn có thêm những trận đấu hay nữa.